là những cái bọt, đây là không phải bọt oxy mà là bọt hydro. Nè, khi mà chú hứng uống liền á là những cái này nó hấp thụ vô tế bào, nó làm cho cái tinh thể nước nó nhỏ đi để cơ thể chú nó hấp thụ dễ hơn. Rồi chú để không ở ngoài thời gian là chú thấy nó dâng lên từ từ là nó sẽ hết. Đó, nó dâng lên từ từ. Tức là cái này là cho để cái bón nước.